Mấy người anh em ngồi đấy. Cảm ơn các anh. Mời các anh ạ. Anh ơi, theo anh thì sao lại có bữa hôm nay ạ? Chắc là liên hoan chia tay. Nghe đồn anh Dương xong rồi. Con Ly thì biến mất. Mà hình như các sếp muốn giải tán bọn mình này. Ôi, giải tán luôn à? Ở cái đất này thì thiếu gì việc làm. Sợ cái chó gì, đúng không? Nhưng mà quan trọng là sếp nào ấy. Biết thế nào được. Hình như là sếp bên trên anh Dương đấy. Ờ, em tưởng là anh Dương là to nhất rồi ạ? Mày chỉ quen cái thói chiêu gái với bú bia, chả biết cái đếch gì cả. Thôi, uống đi. Uống đi nhá. Uống đi. Hết nhá. Hết ạ. Lại gặp mọi người. Ở đây có người biết rõ tôi, có người không? Xin tự giới thiệu, tôi là Dũng. Vì hay đeo kính, thế nên mọi người gọi tôi là Dũng Kính. Hôm nay tôi đến đây để thay anh Dương tiếp quản mọi người đến khi anh ấy quay trở về. Trở về ạ? Ý anh là đại ca Dương chưa chết ạ? Chưa thấy xác, mà vẫn còn cơ hội. Không thấy xác thì một là còn sống, hai là có kẻ đã giấu xác đi. Suy luận hay. Cậu tên gì nhỉ? Em. Em Nghĩa. Nghĩa à? Anh ơi, em mới theo anh Dương được mấy tháng. Nếu anh thấy em được việc thì anh cứ sử dụng em ạ. Đại ca còn chưa biết như nào mà mày đã quẫy đuôi theo người khác rồi. Thì tôi cũng phải sống chứ. Tôi xin đi làm kiếm cơm chứ tôi làm gì mà anh bảo tôi quẫy đuôi với người khác. Ừ thì tôi là người mới thật, nhưng mà không biết ai trung thành với anh Dương hơn đâu. Hôm nay tôi đến đây có mấy việc. Việc thứ nhất, như tôi đã nói đấy, tôi sẽ thay anh Dương tiếp quản mọi người. Tuy nhiên, phong cách hơi khác một chút. Chúng ta sẽ làm việc theo mô hình doanh nghiệp bảo an. Có hợp đồng, có bảo hiểm đàng hoàng, hơi gò bó một chút, nhưng lương thưởng, phúc lợi sẽ tốt. Còn việc thứ hai, liên quan đến anh Dương, tôi cần một người tuyệt đối trung thành, sẵn sàng mạo hiểm đi làm một nhiệm vụ khó. Nếu thành công ấy, sẽ được cất nhắc nên quản lý chẳng hạn. Sao? Vừa đưa ra một nhiệm vụ khó, ta rụt hết cả cổ lại thế. Hả? Này, đây là cơ hội để cậu thể hiện sự trung thành đấy. Anh ơi, anh cứ cho em cái việc gì khó khó vào anh ạ. Ví dụ như bảo kê resort này, quán ăn này, hay là suối nước nóng cũng được anh ạ. Hay là kể cả công việc trên mỏ, em cần tất luôn anh ạ. Thế nào mọi người? Chốt chưa à? Vâng. Ok. Chốt. Dạ. Anh sai em việc gì ạ? Có nguy hiểm không anh? Sợ rồi à? Không ạ. Nếu mà bây giờ anh bảo em đi vồ bọn thằng Khương, bọn thằng Hồng, em lên đường luôn đấy. Dù gì thì em cũng muốn trả thù cái thằng kia, thằng thần kinh. Hôm trước ngoài anh em nhập viện anh ạ. Nếu là chuyện đấy cũng không đến lượt mày. Thì có nghĩa là anh... Nói đi. Em chưa nghĩ ra. Sao tao lại chọn cái loại đơn trạch như mày nhỉ? Bởi vì ngoài kia bọn nó có thằng nào xung phong đâu anh. Bọn nó theo canh lâu rồi, đầu nó toàn đá tảng. Bọn nó khôn lắm. Có mỗi em mới vào xong rồi em chấp nhận thử thách này để ngồi lên đầu chúng nó. Mày. Dạ. Loại khốn nạn. Nhưng mà tao thích. Mày sẽ đi làm bảo mẫu. Bảo mẫu à?
Không anh ơi, em không thích trẻ con đâu. Bọn nó lớn cả rồi, nhưng vẫn cần phải trông nom. Phải chuẩn bị đồ đi, đi xa đấy. Tôi chưa từng thấy cảnh khiêng quan tài nào lại nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ bên trong chỉ có mỗi quần áo và tư trang của bố nuôi cậu. Chào phó trưởng công an huyện. Chỉ nhớ cậu rất tốt. Anh em cậu bị tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc đối tượng Trương Văn Dương, tức Dương Cờ Bắp. Vì vậy tôi muốn mời cả hai về trụ sở công an làm việc. Mời bằng súng à? Anh Hồng, yêu cầu anh bỏ cái xẻng xuống. Đưa hai tay lên đầu. Nếu các cậu chịu hợp tác với chúng tôi thì đã không có cảnh một người hai mộ thế này. Bọn tôi có lỗi với bố rất nhiều, và cả lần này cũng thế. Bố tôi sẽ rất buồn nếu như cả hai anh em chúng tôi cùng bị bắt. Thằng Hồng muốn sống, còn anh buộc phải xử nó để giữ uy. Nói đúng hơn ấy, nếu như không xử nó thì đám người bên dưới sẽ không còn ai muốn bán mạng cho mình nữa. Xử chứ. Chẳng có lý do gì để dừng lại cả. Dạ, có lý do đấy ạ. Lê Toàn chết rồi, nhưng phương án lão đưa ra vẫn rất khả thi. Nếu như hai thằng con lão lên thay. U gọi đây này. Số lạ mà sao anh biết? Số mới chỉ mình U biết thôi. Con nghe đây, U đi đến đâu rồi? Xin chào. Hồng ơi, con đi đi, không phải lo cho U đâu. Chúng nó không dám làm gì U đâu. Sao biết kế hoạch của tôi? Tôi thường có thói quen đặt mình ở vị trí của người khác. Nên đặt mình vào vị trí của cậu, tôi thấy mình đang đi trên một con đường độc đạo. Chỉ có duy nhất một lối, không có lựa chọn nào khác. Muốn thoát ấy, trước hết cậu phải đảm bảo an toàn cho bà Mộc. Người mà cậu duy nhất tin tưởng chỉ có Trình giáo sư. Cút lại! Gài định vị vào xe của nó, thế là xong. Có phải không Trình giáo sư? Cầm mồm đi! Sao anh ơi? Tôi sẽ có mặt ở trên bản mơ ngay trong đêm nay. Không phải cậu, mà là cả hai. Tao sẽ trở lại sau khi mày chết và lấy lại những thứ mày đã cướp đoạt của tao. Tiếc là mày không sống được đến lúc đó đâu. Mày lấy bằng được bản Mây, đấy là địa bàn tốt nhất để phát triển.